Từ huyết áp cao này, rồi gút này, suy giảm tĩnh mạch này và tai biến từ 25 năm nay này. Đầu tiên là tôi đọc được ở trên mạng là bác sĩ Dương Quang Châu nói về tăng cường miễn dịch. Đọc được là tôi thực hiện luôn như nói. Và sau 3 ngày thì các bạn tôi cũng đã theo mấy người rồi, đều thực hiện được hết. Rất là tốt luôn. Và tôi chịu ăn trong 8 tiếng thôi. Và từ 8 giờ cho đến 12 giờ hôm sau thì thỉnh thoảng nhấp tí nước lọc lên, chứ không hề ăn một thứ gì khác, không đói. Nhưng mà tôi nói nghe, mình thật thử bất ngờ. Rất là tốt nên mọi người mình, thử ăn xem. Và tôi huyết áp cao này, rồi gút này, suy giảm tĩnh mạch này và tai biến từ 25 năm nay này. Thế nhưng tôi thực hiện, tôi thấy chẳng có cái gì là không đúng cả. Nhưng mà cái gút á là mọi người sẽ coi khi mình nhịn ăn hút không khí á, nó biến hết không còn nữa. Vâng ạ. Khỏi cần thuốc men nữa. Nó đặc biệt. Buổi sáng tôi không hớp được một tiếng như là bác sĩ Châu nói, mà tôi mới hớp được có 360 hớp thôi. Bây giờ mình quá. Hớp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.